Cùng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người thân bị nạn do sạt lở đất tại huyện Sông Lô. Vụ sạt lở đất xảy ra ngày 13 tháng 8 tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm hai người tử vong do bị đất đá vùi lấp, trong đó có một cháu nhỏ 5 tuổi sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không qua khỏi thăm hỏi động viên các gia đình có người thân bị nạn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân người bị nạn mong các gia đình vượt qua đau thương mất mát sớm ổn định cuộc sống đồng thời gửi phần quà hỗ trợ của tỉnh đến các gia đình góp phần giúp các gia đình khắc phục khó khăn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra